Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Xin giới thiệu của các bạn hôm nay là cái hồ này mình mới hoàn thành, là cái hồ 1m x 1m6. Cái hồ này mình mới hoàn thành nên mình mới trồng cây các bạn, mới trồng cây và mình mới trồng cây với mình gắn tượng rồi linh tinh lên đây đó. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem sơ lược qua và xíu nữa mình sẽ tiến hành mình thả cá vô cái hồ này. Thì bây giờ mình sẽ quay gần cho các bạn xem. Thì ở đây mình thiết kế hai cái núi các bạn, núi cao và núi thấp. Đây là một cái núi núi thấp đây. Núi thấp này mình có nào dòng thác chảy ở đứng đây. Thì cái chỗ dòng thác chảy này các bạn có thể đặt máy khói. Tại mình thiết kế hai núi là đều có đặt máy khói. Thì ở đây là cái núi lớn này mình đặt máy khói và đây một cái cầu đi qua. Ở đây có một ông Hồng Minh. Mình chưa tính nữa mình sẽ đặt thêm hai ông sư vào cái nhà lục giác này. Làm cái nhà tứ giác này nữa các bạn. Đây. Thì ở đây mình có gắn một số mô hình lên đây. Thì các bạn có thể thấy thì nước nó chảy qua cầu và cái khói chảy qua cầu rất là đẹp, nhìn rất là lung linh các bạn. Mình đặt cái khói trong này thì có hai bọng mình đặt cái khói nó dùng thác chảy xuống. Thì cái hồ này mình cũng thiết kế với đây, các bạn xem núi trên cao nó dùng thác chảy từ cao xuống đó, chảy vắt vào trong này xong rồi đi xuống đây, đi ra đây. Thì cái hồ này mình thiết kế với hai dòng thác các bạn, thì mình thiết kế với ba cái đáy, ba hốc đáy đây các bạn, hốc đáy một này. Đây hốc đáy cái phần xa cái hốc đáy nữa. Mình thiết kế với ba hốc đáy thì với một cái bể dòng. Thì đây các bạn có thể thấy cái mặt này, cái mặt nó xoáy rất là mạnh. Thì cái hồ này nó mình thiết kế cũng giống như cái hồ 1m4 2m4 đó các bạn, nhưng mà cái hồ này thường thường thì mình sẽ đặt máy làm, mình sẽ đặt máy làm 2000, công suất là 2000. Nhưng mà do cái máy các bạn, do cái mình đi mua máy thì cái máy nó hết rồi, thì hôm nay mình đặt cái máy công suất là 3500, tức là cái máy nó bằng cái máy cái hồ lớn luôn các bạn. Còn cái máy nên các bạn có thể thấy này, đây mình nước đầy dòng các bạn thấy không, nước đầy dòng nó cuộn lên luôn này. Đó, nó cuộn sóng lên luôn, nó cuộn sóng lên là do cái máy lớn các bạn. Nhưng mà cái máy lớn thì cái hồ này mình xài thì nó càng khỏe không sao hết các bạn. Thì mình xài cái máy lớn này á thì cái dòng thác nó sẽ nhỏ hơn, mình sẽ điều khiển dòng thác nó nhỏ hơn chút xíu so với cái hồ năng bộ lớn các bạn. Với cái hồ lớn thì cái dòng thác mình sẽ làm to hơn, nhưng mà ở đây thì cái hồ này nó nhỏ các bạn, tích nước nó ít và cái thành này nó cũng gần các bạn, mình không thể mở nước to được, mở nước to nó phóng nước ra ngoài nên mình sẽ ưu tiên cho dòng thác nó đẩy. Thì các bạn có thể biết là thì cái dòng con cá nó rất thích cái dòng đẩy ngầm các bạn. Thì cái dòng này ngầm nó tạo cho nó bơi ngược, nó thích lắm. Và cái nước nó chảy như vậy nó tạo oxy cho cái con cá, nó rất là khỏe mạnh. Đó, nên mình xài cái máy 3500 cho cái hồ này cũng ổn các bạn. Thì nó càng sạch, khi mà hút đáy mạnh thì phân thải ra thì con cá thả ra thì nó hút rất là nhanh và nó sẽ lúc làm cho cái hồ lúc nào cũng sạch sẽ các bạn. Đó, còn nếu mà mình xài máy nhỏ thì nó vẫn ổn, tại mình xài trước giờ mình toàn xài máy nhỏ thôi. Hôm nay mình hết máy nên mình gắn thử cho máy lớn. Những cây này hôm qua mình mới gắn vô các bạn. Đó, những chồng hôm qua luôn. Trồng qua thì mình gắn vô, mình bẻ luôn, mình bẻ cái co này mắt, nó ngắt xuống. Đây mình cho bạn xem đằng sau. Đây là cái máy 3500 các bạn. Máy 3500. Mình quay cho bạn xem. Máy 3500 nó có hơi công sáng. Thì ở đây thì mình có xài đây cái van đẩy dòng nữa các bạn. Đó, mình sẽ thiết kế một cái van đẩy dòng. Các bạn thấy nó đẩy ra này. Đó. Còn một cái van cái này lên đấy thì mình sẽ lên thác cao này, còn thác thấp này. Ví dụ mình muốn dòng thác này nó to hay nhỏ mình điều chỉnh cái dòng thác này. Đó, còn các bạn muốn cho hai dòng thác nó nhỏ lại thì các bạn điều chỉnh cái van này. Tức là máy nó sẽ cơ động các bạn, nó sẽ điều chỉnh được tất cả các nguồn nước, rồi là các bạn muốn thác to thác nhỏ, các bạn muốn hai thác mà muốn đêm mà muốn tắt đi các bạn nó khỏi ồn ào á. Các bạn điều chỉnh cho nó chảy hết về dòng đẩy thì nó cũng tắt hết cái dòng thác được các bạn. Đó, nó rất là tiện cho các bạn muốn thác to hay thác nhỏ. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống mình tiến hành mình bắt cá mình thả vào đây nhé các bạn. Rồi, mình sẽ bắt cá trong cái hồ này, mình thả vào cái hồ nhỏ trên các bạn. Tại cái hồ này của mình á, mình để ở dưới nhà và mình để chết tại chỗ á. Nên mình tận dụng góc chết mình làm các bạn. Nên mình sử dụng cái hồ này để thuần cá, lúc nào cá mình cũng để trong cái hồ này sẵn các bạn. Để khi mà khách mua hồ hoặc mình làm xong cái hồ mới thì mình sẽ bắt cá ở đây thuần sẵn rồi.
mình bỏ vào cái hồ kia thì vào cái hồ mới thì cá nó sẽ luôn luôn là sạch bệnh, nhất là sạch bệnh các bạn. Thứ hai là con cá nó rất là thuần, rất là khỏe, thì mình bỏ vào là chơi liền luôn, cá nó không có nhát, không có nhảy ra ngoài như cá mới bắt giao lên thì nó về nó gặp người nó toàn trốn các bạn. Đây các bạn thấy mình không có ăn đâu, gặp người nó đi ra ngoài này hết luôn, đó nó rất là dạng luôn. Thì các bạn bỏ lên cái hồ mới thì con cá nó quen hồ rồi, đó, nó không có sợ nữa, nó không có nhảy, không có phóng. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bắt những con cá ở trong cái hồ này, mình đưa lên trên đó. Thì mình sẽ bắt khoảng 15 con mình bỏ vào cái hồ đó, tại cái hồ đấy nó nhỏ các bạn. Thì trong này của mình là tới 60 mấy con. Thì mình sẽ bỏ vào đây. Thì trước khi bắt ấy, thì các bạn muốn bắt cá mà để cái cá nó không nhát các bạn, thì các bạn nên xả nước gần như cạn luôn. Như mình xả gần cạn mình bắt, xong rồi mình sẽ cho nước mới vào để con cá nó không bị nhát các bạn. Còn các bạn để nước vào, các bạn lấy vợt các bạn lùa nó, con cá nó rất là nhát. Đây là cái cách mình bắt cá cho khách các bạn. Mình bắt xong rồi mình cho nước vào thì bởi cá nó vẫn đang ăn bình thường các bạn. Đây, mình cho tay xuống các bạn, đấy cá theo mình cho tay xuống này, đó mình cho tay xuống nó đến nó mút tay luôn, không cần phải cám nha các bạn. Đó, nếu mà các bạn thấy không, tức là mình thuần cho con cá nó quen người đúng không ạ. Đó thì khi mình lên hồ trên thì con cá nó rất là dạng. Đó bây giờ mình sẽ tiến hành mình bắt 15 con lên trên cái hồ trên. Rồi ok, đây là 15 con mình mới bắt ở cái hồ dưới các bạn, mình vừa quay cho các bạn xem đó. 15 con mình sẽ bắt mình thả vào cái hồ này. Đây bây giờ mình sẽ tiến hành mình bắt mình thả vào nha các bạn. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ôi chết, bay ra ngoài các bạn. 9 con 10 11 12 13 14. Đây còn nữa các bạn, tại mình cầm một tay hơi khó. Rồi 15. Rồi ok, đây mình vừa thả vô này các bạn. Đây mình cho ăn thử này các bạn thấy không. Đó, mới thả vô là nên ăn ngon lành luôn các bạn. Chỉ 5 phút đồng hồ sau này là ăn được rồi, quen hồ luôn các bạn. 5 phút thôi là cá lên ăn đồng hoàng đó. Các bạn thấy ăn không, lên ăn thấy mực cám lên ăn luôn này. Đó thấy không, lên ăn luôn này. Đấy thì với cách làm này thì các bạn sẽ thuộc con cá rất là nhanh luôn các bạn. Và mình sẽ có cá chơi cực nhanh, chứ không phải là nhiều bạn cứ hỏi mình cả nuôi cả năm rồi mà cá nó vẫn trốn, nó vẫn nhát các bạn. Đó cá mình đấy các bạn thấy không, mình ăn luôn, ăn ngon lành luôn. Đó đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi đây đó, 15 em các bạn khi vào trong đây là các em bắt đầu đi tìm hiểu khám phá rồi nè. Đấy các bạn thấy không, đó nếu mà bình thường là có cá khác là nó cá mới các bạn cái ao bắt lên là nó sẽ gặp người đứng gần như vậy các bạn, nó bỏ chạy luôn á, phóng chạy mất tỷ luôn. Mà cá này mình nãy nó các bạn rồi, mình thuần sẵn rồi, mình thấy người lên ăn rồi thì lên hồ mới thì nó hơi lạ một xíu, tìm hiểu thôi, còn nó không có sổ, nó không thấy người, nó không chạy dù các bạn, nên các bạn thuần rất là nhanh. Như mình mà đưa về cái hồ này thì ví dụ như các bạn mà muốn chơi hồ thì cá thuần sẵn rồi, chỉ việc cho ăn thôi. Đó thì tất cả mọi thứ đều tự động hết đó. Máy sẽ hút sạch những phân đằng sau và giữ lại, thì thác nước tự động cây cối trên này các bạn không phải tưới tắm gì cả, tất cả nó đều nó sẽ làm ẩm ướt và nó phun qua khe đá để ra các bạn thấy không. Thì cây lúc nào cũng xanh tốt, lấy phân cá mà, nên lúc nào cũng sạch sẽ, không phải suy nghĩ vấn đề nào là mình không phải suy nghĩ vấn đề là mình dọn vệ sinh hàng ngày để xả nước đi các bạn. Các bạn xả đáy các bạn thì việc ví dụ như vài tháng các bạn chỉ bịt mấy cái lỗ trước này, các bạn xả đáy thôi, xả đáy tức là mình xả 3 ngăn lọc sau đó các bạn, chứ mình không có mất nước đằng trước để con cá nó không có nhát. Nhiều bạn không biết bắt cá cứ xả hết cả nước cả đằng trước đằng sau luôn, bắt con cá ra xong rồi tra rửa đi các bạn. Thật sự ra cái hồ này mình không nên tra rửa các bạn, thời gian sau khi mà rêu nó bám thớn, nó bám đặc hết cái hồ đây thì nó tạo một cái thảm nhung các bạn. Thảm nhung ấy là nó rất êm cho con cá luôn, êm con cá nữa, lúc đó mình sẽ con cá nó sẽ rất là thích, nó tỉa những ba cái rêu thớn khi nắng nó lên các bạn, rất là đẹp. Chứ các bạn đừng có trà đi, cái nhiệm vụ của mình ấy là chỉ mà vài tháng sau chỉ vệ sinh, mà vệ sinh những ba ngăn lọc thôi,
tất cả trước này cây cối các bạn không phải bón phân, không phải tưới tắm gì hết. Tất cả mọi thứ mình chỉ cắt tỉa thì nó tốt quá, mình cắt tỉa thôi các bạn, chứ mình không có làm nhiều đó. Đây là cái hồ mình giới thiệu với các bạn sơ qua, cái hồ di động 1m6 này. Thì với cái hồ di động này thì nó sẽ phù hợp cho các bạn ở nhà phố, những nhà cái diện tích nhỏ nhưng mà yêu sinh vật cảnh, yêu thiên nhiên, rồi yêu nuôi cá các bạn, nuôi cá trồng cây á. Tháng sáng mình ngồi mình ngắm cái hồ, mình uống trà mình ngắm hồ vậy đấy, nước chảy róc rách mình thư giãn các bạn. Cuối tuần mình ngồi mình ngắm mình thư giãn, thì sau cái giờ làm việc mệt mỏi thì nó sẽ tạo cho bạn cái cảm giác rất là sảng khoái đó. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video đó. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.